Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng miền Bắc 123. Hôm nay là 26 tháng Giêng. Thì trong video này thì em chia sẻ cách tưới và sử dụng Rimin Gold, thuốc phòng diệt nấm tấn công bộ rễ cho cây mai vàng và các cây cảnh bonsai khác bác nhé. Rimin Gold này thì liều dùng là 2g đến 2,5g trên 1 lít nước cho những thời kỳ cây sinh trưởng phát triển mạnh. Thế còn thời kỳ đầu năm này thì tất cả các loại phân thuốc khi chúng ta tưới cho các loại cây, đặc biệt là cây mai vàng ở miền Bắc, thì đầu năm này nhiệt độ thời tiết vẫn còn lạnh, cho nên là tất cả các loại phân thuốc thì chúng ta đều phải giảm liều các bác nhé. Thì Rimin Gold hôm nay em sẽ tưới là dùng 1,5g đến tối đa 2g trên 1 lít thôi. Chắc chắn là sẽ dùng 1,5g thôi, bởi vì kết hợp với NPM. Nếu tưới nguyên Rimin Gold không thì có thể dùng đến 2g ở thời kỳ đầu năm này, nhưng mà kết hợp với NPM thì em chỉ dùng 1,5g Rimin Gold các bác nhé. Thì kết hợp với NPM thì NPM em sẽ dùng gần 1g trên 1 lít, 0,7g trên 1 lít. NPM nếu mà tưới riêng thì sẽ dùng 2g trên 1 lít, nhưng khi tưới chung với Rimin Gold, và đặc biệt là thời kỳ đầu năm này cây nó còn yếu, sau quá trình trổ hoa cây còn yếu, thì NPM cũng như Rimin Gold, tất cả các loại phân thuốc đều phải giảm liều các bác nhé. Ở đây, đây là phần bao bì của gói Rimin Gold, toàn bộ viền vàng hết các bác này, viền vàng hết này, đây là mặt trước này, còn đây mặt sau của nó thì đây cũng là viền vàng này, đấy, và đây có QR check các bác nhé, có QR code này, check QR code này, đấy. Hàng này nhà em về thì đều có QR code hết các bác nhé. Các bác mua phân thuốc thì lưu ý là hàng giả hàng nhái trên thị trường rất là nhiều, đặc biệt là NPM thì hàng giả hàng nhái rất là nhiều các bác nhé. Đấy, thì nhà em thì cung cấp vừa chơi mai vàng và vừa cung cấp phân thuốc, các loại phân thuốc chính hãng từ công ty, các công ty lớn và chính hãng hết. Các bác có nhu cầu thì mua ủng hộ vườn nhà em nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ dùng Rimin Gold kết hợp với NPM để mà tưới diệt nấm bệnh cho cây mai vàng miền Bắc vào thời kỳ đầu xuân. Ở đây là thùng sơn 20 lít các bác này. Đấy, nếu mà thời kỳ cây sinh trưởng phát triển mạnh thì dùng 2g trên 1 lít. Tức là thùng này là 20 lít là 40g. Nhưng mà hôm nay em sẽ dùng tầm 30g rồi các bác nhé, bởi vì thùng nó cũng chưa đầy, vậy dùng 30g rồi. Đây là 20g. Một số anh em bảo là em tưới bị cháy, cháy lá, bởi cái đầu năm là cây rất là yếu, anh em dùng đủ liều là cháy lá ngay nhé, lá non là cháy lá ngay nhé. Đấy, 20g này, dùng thêm 10g nữa là 30g, 10g nữa các bác, 30g này. Anh em đo đong đếm cẩn thận bằng cái cốc cốc mini này, cái này uống siro trẻ em nhé. Đấy. Còn NPM thì dùng 1g trên 1 lít, nhưng mà thời điểm này thì nên dùng dưới 1g các bác nhé, dưới 1g. Thùng này 20 lít, như vậy em dùng 15g. Anh em hỏi là có dùng cho các loại cây cảnh khác như là hoa hồng và các thứ, các cây mộc được không? Quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Rimin Gold là thuốc phòng ngừa và diệt các cái vi nấm tấn công bộ rễ, dùng cho tất cả các loại cây cảnh bonsai, rất là tuyệt vời luôn. Một số anh em có hỏi một câu hỏi là nhà em tưới Rimin Gold kết hợp với phun trên thân tay cành và lá được không, tức là NPM này pha với Rimin Gold này, cả tưới và cả phun được không? Thì thông thường thì anh em trong hướng dẫn bao bì ấy, thì người ta vẫn hướng dẫn là phun được đấy. Thế nhưng mà em thì chỉ dùng để tưới thôi các bác nhé. Thế còn các bác phun thì cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đấy, thông thường mọi người dùng chỉ để tưới là chính thôi. Nó có phun được đấy, nhưng mà chúng ta dùng cái liều lượng là nên giảm liều nhé. Có phun được anh em nhé. NPM cũng có phun được lên thân tay cành, Rimin Gold cũng có phun được. Thế nhưng mà anh em dùng giảm liều đi, cả nó cháy lá nhé. Và chúng ta phun hay là ấy thì tưới thì chúng ta nên phun và tưới vào ban tối, khi mặt trời nặn rồi thì nó không bị mất phân thuốc. Còn chúng ta tưới buổi sáng hay buổi trưa ấy, là nắng lên là nó bị phân thuốc nó bị bay mất nhé. Tất cả các loại tưới nấm rễ rồi thì phun thuốc sâu bọ trĩ thì các bác nên
phun vào buổi tối, chiều tối mát để phân thuốc nó qua đêm, nó giữ trên cây và lưu trên cây được lâu. Ví dụ thuốc sâu bọ trĩ thì nó sẽ lưu trên cây được lâu từ 6 giờ tối hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau và đến 9 giờ tận tầm 15 tiếng đồng hồ. Thế là nó tiêu diệt nấm bệnh nó tốt, kể cả tưới nấm rễ cũng thế. Còn nếu chúng ta sáng ra mà chúng ta tưới, 8 giờ mà chúng ta tưới thì tầm 10 giờ nắng lên là chỉ được có 2 tiếng đồng hồ thôi, là phân thuốc nó sẽ bị mặt trời nó làm khô và làm bốc hơi bay mất các bác nhé. Mất đi tác dụng của phân thuốc nhiều nhé. Đây, một điều cần lưu ý khi tưới Rimingol nữa thì em cũng chia sẻ tới các bác để nó đạt hiệu quả cao nhất, là khi bầu đất nó se khô thì chúng ta tưới các bác nhé. Tưới bất kỳ loại phân thuốc nào cho bầu đất của cây mai vàng hay các loại cây khác thì bầu đất nó hơi se khô. Đó là cái điều kiện rất là tốt để mà rễ cây nó nhận được phân thuốc. Còn nếu bầu đất nó ẩm ướt mà chúng ta tưới phân thuốc vào thì cái bầu đất đang ẩm ướt như vậy, rễ đang ngậm nước thì chúng ta tưới phân thuốc vào nó sẽ không ngậm phân thuốc được nhiều mà phân thuốc sẽ chảy đi. Đó, bởi vì đất đang ẩm rồi. Như vậy là để điều kiện tốt là bầu đất hơi se khô các bác nhá. Khô quá không tốt nha. Khô kiệt nước không tốt bởi vì nó sẽ bị cháy rễ. Tưới các loại phân thuốc có bị cháy rễ. Đó. Cái thứ hai là khi tưới Rimingol là nó khác hoàn toàn với tưới nước các bác nhá. Đấy, buổi đây em tưới buổi tối thì các bác này. Đấy, thế còn tưới nước mà để chăm cây hàng ngày đấy thì chúng ta vào mùa xuân thế này thì chúng ta lại không nên tưới ban tối như thế này. Chúng ta tưới buổi trưa sẽ tốt. Thế còn Rimingol mà tưới buổi sáng buổi trưa thì nắng lên là nó bốc hết các bác nhá. Nó bốc hết. Nó mất đi phân thuốc rất là nhiều. Cho nên là tưới buổi tối này, Rimingol tưới buổi tối là rất là tốt các bác nhá. Rimingol và thuốc sâu bọ trĩ thì các bác nên tưới buổi tối. Ok, thì em chỉ cứ tưới 1-2 cây làm mẫu như vậy thôi để chia sẻ tới quý vị và các bạn, những người mới tập chơi mai. Hy vọng video đã đem đến những thông tin thật là hữu ích cho tất cả anh em mới tập chơi mai, đặc biệt anh em miền Bắc nha. Rồi thì em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp sau.